mười năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tươi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào và hùng thanh. Đây là chương trình Đài Tiếng Nói Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Trân trọng kính chào Đức Quốc Công, kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi lắng nghe chương trình Đài Tiếng Nói của Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được phát sóng hàng tuần. Trân trọng.
dâng anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Chúng tôi, Trung tá Huỳnh Như Ngọc, thành viên Đoàn Nữ Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trân trọng kính mời Đức Quốc Công, kính mời quý vị cùng trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công và quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trân trọng. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi lắng nghe phần thuyết giảng của ba đồng nhiệm nữ quân nhân. Chúng tôi, Đại úy Quỳnh Anh Thư, là thành viên Đoàn Nữ Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, trân trọng kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi xin thuyết trình một phần tiểu sử Đức Quốc Công Đào Minh Quân với đề tài Lấy Tâm Đức Trị Quốc. Kính thưa quý vị, qua bao ngàn năm, chư Phật, trời và Thượng Đế sắp đặt sẵn một cuộc chuyển đổi ở thế gian vào cuối thời mạt Pháp tại Việt Nam.
một vị Bồ Tát đã được chư Phật, trời và Thượng Đế cho chuyển xuống làm người như mọi người. Ngài được sinh ra trong bục điều với sứ mệnh cứu quốc và luôn được thần linh phù trợ. Vị Thánh Chúa Minh Quân xuất hiện nhân gian, đó là Ngài Đào Minh Quân. Tên húy Ngài Đào Văn, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1952 tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Cha Ngài cụ ông Đào Thế, làng Trúc Lâm, đã tạ thế. Mẹ Ngài cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, chánh quán làng Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tạ thế. Ngài là vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, với tài trí thông minh, thao lược nhanh nhẹn, tài đức vẹn toàn. Ngài là đặc trưởng, đặc nhiệm Hắc Hổ Lách Thế Gờ, đi không tiếng, về không lời, viên tri lùng những tên đầu sỏ cộng sản. Trưa ngày 16 tháng 2 năm 1991, nhằm mùng 2 Tết năm Tân Mùi tại California, đại lễ nhậm chức thủ tướng rất long trọng với ba thế hệ lão niên, trung niên, thanh niên thỉnh nguyện thư mời ngài nhậm chức thủ tướng. Ngài Đào Minh Quân quỳ gối trước hương án bàn thờ tổ tiên hồn thiêng sông núi, trước liệt vị tổ tiên chư anh hùng dân tộc Việt Nam. Ngài đón nhận quốc bảo dân sử Việt. Ngài thề nguyện hy sinh dấn thân vào công cuộc đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu Cộng để cứu quốc. Ngài từng bước đẩy mạnh nhanh tiến trình và hoàn thành chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay, Ngài đã được trên 8 triệu dân tin yêu, tự do, tự nguyện, trưng cầu dân ý bầu Ngài nhậm chức Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, có song hành với chính phủ Hoa Kỳ và 27 nước Liên Hiệp Quốc công nhận và ủng hộ. Ngài đã thực thi hiến pháp đầy đủ, đem nhiều quyền lợi và lợi ích cho toàn dân Việt. Và hiến pháp đã được Ngài ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị, sấm trạng trình đã ứng nghiệm. Ngày nay tất cả hầu như đã được an bài theo luật định và thiên cơ. Ngài đúc quốc công Đào Minh Quân, lãnh lệnh làm Thánh Chúa Minh Quân, lãnh đạo đất nước Việt Nam. Ngài lấy tâm đức trị quốc. Ngài là đúc quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam. Lấy chí nhân thay cường bạo, với chủ trương lấy lại đất tổ không làm khổ dân, với đường lối việc không giết việc bỏ cộng còn việc, với chiến lược và sách lược ký đạp mặt tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý qua hệ thống điện tử an toàn với phương pháp tránh đổ máu và thương vong. Vì đại cuộc kế tục sự nghiệp của các tiên đế, tổ tiên ông cha ta qua bao đời gầy dựng nên. Hỡi toàn dân Việt thân yêu ơi, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết ký đạp mặt tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý bầu ngài đức quốc công Đào Minh Quân. Những lá phiếu của chúng ta là những vị thiên binh thiên tướng sát cánh cùng với ngài đức quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát ương hèn, dẹp tan loài quỷ đỏ cộng sản, đuổi sạch bọn giặc Tàu Cộng ra khỏi bờ cõi Việt Nam và cùng chăm lo xây dựng hòa bình thịnh trị, đem lại cuộc sống an lạc an bình cho toàn dân Việt. Ngài đúc quốc công Đào Minh Quân, Ngài là vị tổng thống rất anh minh, Ngài thương dân vô bờ bến, Ngài cũng là bậc tu hành giác ngộ, là vị Phật xuất thế cứu nước Việt Nam thoát họa diệt vong. Ngài đem lại cuộc sống thượng ngôn thánh đức cho toàn dân Việt. Hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam đã được hồi sinh. Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên khắp đất mẹ Việt Nam mãi mãi và trường tồn. Dân Việt đón xuân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa an lạc và thái bình. Chúng tôi xin cất cao ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly.
Chúng tôi, Đại úy Quỳnh Anh Thư, xin kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Xin kính cảm ơn quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và cùng toàn thể quý vị đã lắng nghe. Xin trân trọng. Chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đại biểu, thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và toàn thể người dân Việt Nam thân thương trên toàn cầu. Chúng tôi, Đại úy Đinh Phụng Tiên, là thành viên đoàn nữ quân nhân, xin chia sẻ một phần tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân mang tên Bí ẩn về cây sầu đâu tại Tụ Nghĩa Đường. Sau cuộc hành trình vượt biển đầy gian nan, cuối cùng Ngài Đào Minh Quân cũng đã đưa 523 thuyền nhân, trong đó có vợ và hai con của Ngài, đến đảo Pulau Tanga, Mã Lai, ngày 16 tháng 5 năm 1979, một cách an toàn. Trong thời gian ở lại đảo, chờ ngày Mỹ đưa đoàn người tị nạn cộng sản qua Mỹ, thì một ngày nọ, Ngài đang cùng phu nhân đi dạo trên bờ biển. Bỗng, Ngài thấy nhiều người chụm lại xem một cái gì đó. Ngài và phu nhân liền đi lại, thì thấy mọi người cùng cảnh sát Mã Lai đang vây quanh một cái thúng, có bố mẹ con vừa trôi dạt vào bờ biển và đã chết. Hình ảnh một người mẹ tay ôm đứa con nhỏ cùng với hai đứa con nữa nằm gọn lõn trong cái thúng. Bố mẹ con đã chết từ bao giờ? Một người mẹ yếu đuối ôm con chạy giặt. Bà đã không kịp nghĩ đến cái chết khi đưa con lên thúng ra biển. Bà chỉ biết là mình cần phải đưa con chạy thoát khỏi tay bọn giặc cướp nước. Bà chỉ biết đưa con thoát khỏi nanh vuốt của cộng thù. Nhìn thấy bố mẹ con phải chết trong cái nắng của mặt trời, cái đói, cái khát giữa biển khơi, sự yếu đuối của người mẹ vẫn che chở cho con khi cái chết ập đến, Ngài Đào Minh Quân không khỏi đau xót. Sau khi cảnh sát Mã Lai hỏa thiêu bố mẹ con, Ngài liền xin cảnh sát Mã Lai cho Ngài cho cốt của bố mẹ con, và Ngài đã bỏ cho cốt vào một cái hũ. Và Ngài rời khỏi đảo để đến đất Mỹ cũng tới. Ngài không nỡ bỏ lại cho cốt của bố mẹ con, mà đi máy bay thì không được đem theo cho cốt. Ngài Đào Minh Quân là một người thông minh. Ngài luôn nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn, chứ không chịu thua bất kỳ một việc gì. Ngài đã nghĩ ra cách để cho cốt vô lon sữa của con Ngài. Lúc ấy, con Ngài còn nhỏ, vẫn còn uống sữa, nên Ngài đã đựng cho cốt bằng lon Diego. Nhờ vậy mà Ngài đã đem cho cốt qua Mỹ một cách an toàn. Khi đến Mỹ, Ngài chọn một nơi sạch sẽ trong nhà để bố mẹ con ở đó. Đặt chân đến nước Mỹ không được bao lâu, nhờ vào sự cố gắng, sự thông minh lanh lợi của Ngài, Ngài học bằng chuyên viên điện toán, có thời gian là 2 năm. Nhưng Ngài chỉ học trong vòng 3 tháng rưỡi, Ngài đã có được bằng chuyên viên điện toán. Không bao lâu sau, Ngài đã trở thành một triệu phú. Ngài có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Ngài thành lập và làm chủ hãng AVC Computer Company tại 7908 Westminster, BI. Đó cũng là ước mơ của bao người dân Việt tị nạn cộng sản trên đất Mỹ. Dù rằng Ngài có một cuộc sống ấm no như thế, với vợ đẹp con ngoan, Ngài vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ về nơi đất mẹ Việt Nam, nơi mà đang có hàng triệu triệu người đang phải oằn mình kiếm miếng ăn, nơi mà trẻ em phải nghỉ học để tự kiếm kế sinh nhai, nơi mà những người già phải ngủ với chiếc mền da và những đêm giá rét. Cũng chính nơi ấy, nơi đất mẹ của Ngài,
là một đất nước giàu có với rừng vàng biển bạc, với dầu mỏ, khoáng sản và rất nhiều loại đá quý khác. Bọn cộng sản cầm quyền đã ra sức vơ vét. Chúng mặc kệ tiếng than khóc, tiếng thống khổ của người dân Việt. Tiếng than khóc, tiếng ai oán nơi đất mẹ đã xé lòng của Ngài và được Ngài thể hiện qua bài thơ Thức Giấc. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đầy bởi ác ma. Tuổi trẻ chui cầu bươi rác thối, ông già co cẳng kéo mền da. Gái thương cha mẹ thân vùi dập, trai hận cuộc đời chí xót xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Nam Quán, tháng 11 năm 1987. Nỗi đau xót ấy khiến Ngài không màng tới danh lợi, không ham hưởng thụ. Ngài bỏ qua cái hạnh phúc mà Ngài đang có. Ngài đã dấn thân vào con đường chống lại Tàu Cộng, chống lại Cộng sản, dù biết rằng khi đối mặt với bọn chúng thì chính là lúc Ngài đặt gia đình, vợ con Ngài đối mặt với sự nguy hiểm, đối mặt với kẻ thù là Tàu Cộng, là Cộng sản Việt Nam. Ngài Đào Minh Quân đã được ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên ủng hộ Ngài làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thay thế cho Thủ tướng Nguyễn Trân đã từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 16 tháng 2 năm 1991, nhằm ngày mùng 2 Tết Tân Mùi, Ngài Đào Minh Quân đã quỳ xuống đón nhận quốc bảo dân sự Việt với hai hàng nước mắt, và Ngài đã tuyên thệ lãnh trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong một đại lễ được tổ chức rất long trọng và công khai tại văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài, cũng để tự rèn luyện sự nhẫn nhục, chịu đựng của bản thân, Ngài đã dời văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về sa mạc Adelanto, mảnh đất có 40 mẫu đất mà Ngài đã bỏ tiền ra mua năm 1989. Cũng tại nơi đây, với sự giúp đỡ của một chiến sĩ binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa tên là Trần Văn Ấm, người đầu tiên phò tá Ngài đến sa mạc. Sau đó, có thêm vài đồng nhiệm cùng hai con trai của Ngài đã cùng nhau khởi công tự xây bia ngũ vị thần tướng, thánh miếu và kỳ đài để ghi ơn, thờ kính những anh hùng tử sĩ, những chiến sĩ vô danh đã vì quốc vong thân, cùng với oan hồn của đồng bào Việt Nam muốn chạy thoát loài quỷ đỏ Cộng sản, nhưng đã bị thảm tử trên đường vượt biên, vượt biển. Ngài cũng cho an vị, chôn cất cho cốt của bốn mẹ con mà Ngài đã xin nhận khi còn ở đảo tị nạn Pulau Tanga, Mã Lai. Không lâu sau đó, nơi vùng đất sa mạc ấy đã mọc lên một cái cây được gọi là cây sầu đau. Cây sầu đau như nói lên nỗi lòng của người mẹ đang đau xót khi nhìn những đứa con yêu quý lần lượt ra đi mà không làm gì được. Được biết cây sầu đau chỉ mọc ở vùng sông nước miền Tây Việt Nam, chứ ở xứ Mỹ không có, vì Mỹ có khí hậu nhiệt đới. Đặc biệt là qua bao nhiêu năm, có không biết bao nhiêu hạt sầu đâu đã rơi xuống. Vậy mà, những hạt ấy vẫn không nảy mầm. Chỉ duy nhất một cây sầu đâu mọc tại vùng đất sa mạc ấy. Cây đã tỏa ra bóng mát, giúp cho các chú, các anh làm việc tại tụ nghĩa đường nghỉ ngơi qua cơn mệt nhọc. Ngày tháng trôi qua, nơi vùng đất linh thiêng ấy, Ngài Đào Minh Quân đã chiêu mộ được rất nhiều nhà ái quốc chân chính. Rất nhiều sự kiện đã xảy ra, đặc biệt là ngày 11 tháng 11 năm 2018, Ngài đã nhậm chức Tổng thống với hơn 4 triệu phiếu bầu. Giờ đây, Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời
Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tiến vào Liên Hiệp Quốc, hạ cờ đỏ và dương cao ngọn cờ chính nghĩa là cờ vàng ba sọc đỏ trên chính trường quốc tế Liên Hiệp Quốc. Cộng sản sẽ tan rã và Việt Nam sẽ được sống trong thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Chúng con kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã hy sinh hơn nửa đời người để cứu người dân quốc nội. Công ơn này rất to lớn. Vì sự hy sinh của Ngài mà Việt Nam đã tránh được sự đổ máu, tan thương. Người dân quốc nội chúng ta hãy chung tay góp một lá phiếu để Đức Quốc Công Đào Minh Quân đại diện cho chúng ta tại Liên Hợp Quốc. Chỉ một lá phiếu thôi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của một người công dân rồi. Kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân mau chóng trở về trên đất mẹ Việt Nam. Kính chúc Việt Nam có một tương lai tươi sáng. Bình minh sẽ lại trở về trên Việt Nam. Chúng tôi đã trình bày xong bài thuyết trình của mình. Kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý vị đã lắng nghe. Bài thơ vọng. Theo gió ta về chốn cố hương, bao năm biển biệt chất đau thương. Nửa dòng trái đất xa xôi qua, một cõi núi sông luôn đoạn trường. Da thịt này cha sinh mẹ dường, tâm hồn kia đất vân trời vương. Hình hài sẽ trả về quê cũ, còn tâm lòng son gửi bốn phương. Nam Quán, ngày 6 tháng 6 năm 1992. Thiếu tá Trần Thanh Duy là thành viên đoàn nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý vị. Hôm nay, chúng tôi vinh dự được thuyết trình một phần tiểu sử của Đức Quốc Công Đào Minh Quân qua đề tài Cuộc vượt ngục hoạn mục. Kính thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cuộc đời của những người lính Việt Nam Cộng Hòa thay đổi vào một màn đêm tăm tối tột cùng. Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân cũng bị bọn Cộng sản cầm tù từ Trảng Lớn Tây Ninh, vừa rồi Long Khánh Vườn Ươm Cây, Bù Gia Mập, tỉnh Phước Long. Thời gian ở đây có rất nhiều người bị bệnh sốt rét, nhưng may thay lúc trước Ngài Đức Quốc Công có học về Đông Y nên Ngài đã chữa khỏi bệnh cho một số anh em tù. Và Ngài cũng sẵn sàng chữa cho những tên cai ngục trong tù. Cho nên dần dần chúng dễ dãi với Ngài và cho Ngài lên rừng tìm mật ong và cây thuốc nam để về chữa bệnh.
Bọn chúng còn kê cho ngài một chiếc bàn ghế gỗ để ngài trị bệnh và để cho ngài dùng cơm. Tuy ở tù, nhưng ngài rất sạch sẽ, kỹ lưỡng, quần áo tươm tất và chân lúc nào cũng mang đôi giày sandal. Ngài thích ngồi một mình, thích đờn ca, thích ngâm thơ, sáng tác thơ và nhạc, nên anh em tù đặt cho ngài với cái tên Đào Cô Lập. Nhưng có mấy ai biết ngài đang nghĩ gì? Một hôm, trong tù có chuẩn bị một buổi lễ, có tổ chức văn nghệ, bọn chúng biết ngài hát hay, đàn giỏi, nên bảo ngài làm trưởng ban văn nghệ. Ngài nói, nếu muốn bài hát được hay hơn, thì cần một số giọng khàn để bè bài hát sẽ được hay hơn. Bọn chúng đồng ý với ý kiến của ngài. Một ý kiến có lợi cho các anh em tù lớn tuổi, khỏi phải đi lao động nặng nhọc bên ngoài trời nắng nóng. Thật là quá cao cả đúng không thưa quý vị? Một ý kiến sáng suốt, thông minh, tuyệt vời. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, khi ánh đèn sân khấu sáng lên, mọi người chăm chú vào đêm văn nghệ, tiếng đàn, tiếng trống vang lên. Cũng lúc đó, ngài mặc bộ đồ của bọn chúng để biểu diễn văn nghệ, thì cũng chính lúc đó, ngài quyết định vượt ngục. Ngài đi thẳng đến chỗ chiếc xe Jeep đậu gần đó, leo lên, gồ mái thản nhiên, bình tĩnh, chạy thẳng ra cổng, đến trước cửa cổng. Ngài dừng xe và đưa tay chào tên gác cổng. Ngài nói với giọng quyết đoán, mở cổng, xe của cán bộ đi họp gấp. Tên gác cổng vội vã chạy đến mở cổng và chào lại ngài. Sau đó, ngài chạy một mạch đến đoạn đường vắng của xã Minh Hưng. Ngài ngừng xe, viết dội dòng chữ trên tờ giấy Goodbye My Love. Rồi ngài xuống xe, từng bước men theo con đường mòn về xưởng gỗ Hạnh Nguyên để phụ giúp mẹ ngài trông coi quản lý, vì đây là xưởng gỗ sơn mài nổi tiếng ở tỉnh Bình Phước do mẹ ngài đứng tên. Lúc này, ngài với một dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, có rất nhiều anh chàng trai trẻ theo chọc ghẹo. Rồi một hôm, bọn cộng sản cũng tìm tới. Chúng đi có mấy tên, trong số đó có một tên là Trung Úy. Nhưng ngài đã biết trước và đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng ngắn để vào ngăn tủ kê gần chỗ ngài ngồi. Khi chúng vào tới gần, thì ngài chuẩn bị tay để sẵn. Nếu chúng ra tay, thì ngài cũng sẽ móc súng để tự vệ. Nhưng không, bọn chúng tiếp cận ngài gần hơn, và lúc đó, ngài Đức Quốc Công nhìn thẳng vào mặt bọn chúng, và nhất là tên Trung Úy. Một lúc sau, bọn chúng đổi giọng và nói, anh có muốn đi Mỹ không? Còn cho địa chỉ nhà hắn, và còn mời ngài đi cà phê. Thế thì cả gia đình ngài thở phào nhẹ nhõm. Kính thưa quý vị, một sự thông minh sáng suốt của Đức Quốc Công cộng thêm sự che chở của trời Phật Thượng Đế nên ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân có một sức mạnh cao độ, có một tấm lòng gan dạ và có một đôi mắt đặc biệt đầy nghị lực, quyết đoán, và ngài có một tấm lòng yêu thương tha nhân vô bờ bến. Một thời gian sau, ngài vì nhớ cha ngài nên về lại nhà, ngôi nhà của cha ngài đang ở để thăm cha. Lúc đó, bọn cộng sản hay được và ụp tới. Khi bọn chúng đến trước cửa nhà, ngài đã thấy bọn chúng. Ngài chạy thẳng lên tầng 3 và từ tầng 3, ngài nhảy xuống. Một sự màu nhiệm hiện ra. Từ tầng 3, ngài nhảy xuống không bị gì cả. Thậm chí, hai nhà hai bên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là ngài được trời Phật che chở nên không bị một vết tích gì. Chứ chúng tôi nghĩ từ tầng 3 mà nhảy như vậy, nhẹ thì cũng trầy xước hoặc quèo quặt. Quá sức tưởng tượng đúng không thưa quý vị? Chúng tôi nghĩ đây cũng là bài học để chúng ta học hỏi tài thao lược, nhanh nhẹn, thông minh, tháo giác và sự mạnh mẽ, đầy gan dạ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, giúp chúng tôi học hỏi và noi gương ngài. Đứng trước kẻ thù phải bình tĩnh, trầm tĩnh và điềm tĩnh để quyết định chính xác.
Chúng tôi nguyện tin tưởng và ủng hộ Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân và xin được phò tá Ngài để mau chóng lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Chúng tôi, Thiếu tá Trần Thanh Duy, đã hoàn thành bài thuyết trình của mình. Xin trân trọng kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào. Kính mời đồng bào trưng cầu dân ý vào trang tcdy.us hoặc tcdy.info. Giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin và mẫu có sẵn, họ, tên, ngày tháng năm sinh. Địa chỉ: Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh bầu Đào Minh Quân, thương dân vì nước quên mình. Và những thông tin liên lạc như email say, tổ quốc ta yêu hồng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Số điện thoại và người giới thiệu: sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không, đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không, xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, liên lạc mã số này để có quyền. Chương trình Đài Tiếng Nói Đoàn Nữ Quân Nhân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tới đây xin tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại đồng bào trong chương trình kỳ tới. Đoàn Nữ Quân Nhân luôn hô to ba lời thề son sắt của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã truyền dạy: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Mọi bài viết đóng góp hoặc đơn tham gia vào Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa xin gửi về hộp thư email nữ quân nhân @ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt .com. Xin kính chúc sức khỏe và bình an đến với mọi người dân Việt Nam thân thương trên toàn cầu. Trân trọng. Chú dạng người anh đô quang vinh, quyết chi hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta đến một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi, đem tâm huyết to thăm núi sâu, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó, thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Anh đô quang vinh, quyết chí hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người
đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông xóa mong đêm đêm cho dân có nhân quyền tự do vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muốn phán gian khó thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muốn phán gian khó thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt Nam.